Yo yo, xin chào tất cả mọi người đang đến với channel của mình và mình là Tuấn Bằng Review. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến anh em một kèo xổ số mua thua nữa. Nếu như bây giờ ấy, thị trường đang ở lúc uptrend thì con nào chơi cũng rất là dễ để kiếm tiền. Nhưng mà hiện tại thì thị trường nó đang down quá cho nên là dự án có tốt đẹp đến đâu thì anh em mình cũng chỉ nên chơi với cái số vốn nhỏ để mà tránh rủi ro cao anh em nhé. Tầm này thì giữ tiền nó khó hơn là kiếm tiền nhiều. Và hôm trước ở trong Telegram của mình cũng đã share cho anh em một cái kèo sách to earn để anh em tham gia cái whitelist. Nhưng mà tiếc một cái là hôm trước mình mua thì mình không mua kỳ bot. Tối hôm qua nó list thì nó đã được x 10 lần anh em ạ. Tiếc thật sự luôn. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho anh em tiếp một cái kèo fallout ở trên Pink Sale là Dino Step. Cái kèo Dino Step này thì bắt đầu bán từ ngày mai anh em nhé. Là ngày mùng 9 tháng 5 này. Còn một ngày 3 tiếng anh em này. Nếu như anh em nào mà hay chơi xổ số thì anh em lên anh em check lịch của nó này. Tổng cung là 10 tỷ cái đồng DNS này. Đấy, token for pre-sale là nó bán bao nhiêu đây? 4,5 tỷ. Đó, còn liquid là 2,3 tỷ đi. Đấy, short cap là 1.000 BNB. Còn hard cap là 1.960 BNB. Liquid là 51% này. Cái phần liquid này bình thường thì các cái dự án khác người ta sẽ để 70% nha anh em nhé. Những cái dự án như này thì anh em nên đi với những cái số vốn nó nhỏ thôi. Để mà tránh những cái rủi ro cao. Rồi bây giờ mình sẽ vào mình phân tích sâu hơn về cái dự án Dino Step này nhá, xem nó có những cái gì. Đây là cái giao diện web của cái dự án Dino Step.app này. Cái link website thì mình sẽ để dưới cái phần mô tả video cho anh em tham khảo thêm nhá. Và đây là cái contract này. Đây contract thì anh em tốt nhất là cứ lên web mà lấy cho nó đỡ bị scam. Còn đây là cộng đồng này, Twitter này, Telegram này, Discord này, rồi đây là cái nền tảng gì đây mình không chơi, mình không biết này. Đây là cái mini game thì anh em đi bộ đã kiếm được tiền rồi chứ không cần phải chạy anh em ạ. Rồi vậy thì cái Dino Step nó là gì? Dino Step nó là một cái ứng dụng phong cách sống trên web 3 với chức năng game file và social file được tích hợp này. Người dùng có thể kiếm tiền trong khi xây dựng thói quen lành mạnh với chú khủng long ảo này. Đấy, đây là các cái NFT của họ anh em này. Đây nó có rất là nhiều những cái hình dáng này. Và cái ứng dụng này thì anh em có thể tải trên App Store và Google Play nhé, nhưng mà hiện tại chưa có đâu anh em ạ. Còn về cái phần roadmap thì hiện tại chúng ta đang ở cái quý 2. Họ đã ra mắt cái mã thông báo này, DNS. Đó, và ở trên cái ping sale nhá, là bắt đầu từ ngày mai đấy. Sau khi mà họ bán trên ping sale xong thì họ sẽ list trên PancakeSwap luôn. Sau đấy thì họ sẽ tiếp tục list trên CoinMarketCap này, CoinGecko. Sau đấy thì sẽ sửa lỗi và nâng cấp ứng dụng Dino Step này. Dino Step NFT Design và Listing, Dino Step Staking 1.0. Rồi sẽ ra mắt cái phiên bản Close Beta của Dino Step này, dành cho những người đóng góp vào cái buổi fallout, tức là anh em nào mà mua fallout nhá thì anh em sẽ được trải nghiệm cái phiên bản beta của người ta đầu tiên, nó sẽ tính theo suất thôi. Đấy, rồi sau đó thì họ sẽ ra cái tính năng nhân giống khủng long. Đến quý 3 thì sẽ nâng cấp thị trường này, Dino Step trong các cái giải đấu này. Đấy, rồi sẽ tiếp thị truyền thông đại chúng này, rồi list ở trên những cái sàn kênh. Đến quý 4 thì sẽ ra thêm cái social file. Cái social file này hôm trước ở trong Telegram của mình thì anh em cũng ăn được cái kèo Twitter Inu x4 lần. Thì cái trend social file này thì sắp tới chắc là nếu như mà thị trường nó mà hồi ấy, thì chắc là cũng sẽ có thêm cái trend social file đấy. Rồi phát triển Dino Step social file này, thông báo các cái đối tác chính này. Rồi đến cái quý 1 của 2023 là sẽ nâng cấp cái ứng dụng version 2. Sau đấy thì sẽ có cái đối tác social file phát hành thêm cái mô hình thu nhập social file. Họ nhắc đến social file rất nhiều, là cái hơn là cái mua tour hay là step tour. Còn đây là cái team nhá. Như mình review những cái dự án khác ấy thì mình cũng đã nói rồi, nếu như mà team dev mà để cái ảnh GP ấy, thì đối với mình thì mình sẽ tính là cái đội dev ẩn danh anh em nhá. Đó, bây giờ mình sẽ sang cái phần white paper, mình sẽ xem một chút. Đây, Dino Step nó là một cái dự án dành cho cá nhân muốn gắn kết sâu sắc hơn với cái chú khủng long ảo của họ, đồng thời kiếm tiền một cái cách có ý nghĩa này. Chúng tôi là cái dự án kiếm tiền đầu tiên có mối liên hệ chặt chẽ với cả Digital Dinosaur này, là cái gì này, dịch không ra luôn này. Đấy, người dùng sẽ phải chi tiêu BNB để mà sở hữu được cái khủng long nhá. Mà hoạt động thể thao như đi bộ, chạy này, nói chung là vận động thì chúng ta sẽ kiếm được tiền. Ngoài ra thì social file trong Dino Step sẽ hướng đến một cái việc là xây dựng một cái xã hội thu nhỏ của những cái người sở hữu khủng long và muốn xây dựng những cái thói quen lành mạnh trong cuộc sống này. Ở trong cái game này thì nó sẽ có hai cái đồng token. Đồng token quản trị là DNS, đồng token trong game là DFT. Đó. Về cái phần trailer thì ở đầu video thì mình đã để cho anh em xem rồi. Đấy, để mà bắt đầu chơi thì anh em cần phải tải cái ứng dụng này trên iOS hoặc là trên Android. Về cái ngày thông báo mainnet thì họ sẽ cập nhật sau. Sau đấy thì chúng ta sẽ dùng BNB để mà mua cái con khủng long.
và chúng ta sẽ chạy hoặc là đi bộ đấy, hoặc là tham gia vào cái chế độ đồng đội này để mà chúng ta có thể kiếm được tiền. Về cái khủng long ở trong cái game này thì nó sẽ có các cái tỷ lệ này anh em này, common, uncommon, rare, epic và legend. Thì cái tỷ lệ mà chúng ta mở cái trứng ra thì nó sẽ ra common là 45%, uncommon là 35%, rare là 15% và epic là 4%, legend là 1% nha anh em nhé. Đây này. Và mỗi cái con NFT khủng long này nó sẽ có những cái chỉ số riêng nhá. Đây là power này. Đây ví dụ như con này power là 62,4 này. Đây sẽ có speed này, sẽ có strength này, sẽ có cái độ may mắn này. À, ngoài ra thì chúng ta sẽ có cái phần chai nước này để mà nuôi cái khủng long anh em ạ. Khi mà chúng ta đi bộ ấy thì chúng ta đeo đồng hồ là nó cũng sẽ tính được cái bước chạy của anh em mình rồi. Đây này. Ví dụ như anh em nào mà có những cái đồng hồ Apple Watch ấy, đấy, hoặc là Samsung thì mình không dùng Samsung, mình không biết cái đồng hồ đấy. Nhưng mà Samsung nó cũng có đồng hồ đấy. Ngoài ra thì họ còn có một cái giày chạy bộ này. Mỗi người chạy cần một đôi giày với khủng long của họ này. À, mục cần thiết cho cái chế độ chạy, à, có nghĩa là chạy thì sẽ cần giày, còn nếu mà đi bộ thì sẽ chỉ cần có khủng long mà thôi. Đấy. Rồi về cái chế độ mà vòng tay đồng đội nhé, chúng ta sẽ lập nhóm với cả bạn bè của mình này, tham gia các cái cuộc thi nhiệm vụ hàng tuần. Đấy, người chơi chiến thắng hàng đầu sẽ được thưởng bằng cái token quản trị là cái đồng DNS này. Về các cái chế độ trò chơi thì nó sẽ có bốn cái chế độ. Chế độ đầu tiên là chế độ cho ăn ở trong nền. Người dùng có thể kiếm được cái đồng DST này ngay khi cả cái ứng dụng Dino Step không được sử dụng tích cực bằng cái cách mà vào chế độ cho ăn ở trong nền. Chế độ này yêu cầu là phải có khủng long và cái bình nước này, cái bình nước nãy mình cho anh em xem đấy. Đấy, chế độ thứ hai là chế độ đi bộ này, chúng ta sẽ cần phải trang bị cái đồng hồ thông minh và khủng long để mà đi cùng nhau. Mỗi con khủng long thì nó sẽ có cái năng lượng và cái giới hạn kiếm tiền khác nhau. Mỗi khi hết năng lượng thì chúng ta sẽ phải dành thời gian cho chú khủng long ảo, à có nghĩa là phải cho nó nghỉ hết thời gian, phải chờ nó hồi thì mới đi được. Đến cái chế độ thứ ba là chế độ chạy, tương tự như đi bộ nhưng mà tốc độ cao hơn, bắt buộc là phải có giày nhé anh em nhé. Đấy, có khủng long vẫn chưa chạy được. Chế độ thứ tư là chế độ lập nhóm này. Chế độ lập nhóm này là chúng ta sẽ tham gia lập nhóm và thi đấu theo cặp để mà giành được những cái phần thưởng ở trong cái game này thôi. Và để mà chơi được theo đội ấy, thì chúng ta sẽ phải trang bị cái vòng tay. Còn đây, đây là các cái hệ thống kiếm tiền này. Hệ thống kiếm tiền đây là cái cách tính để cho anh em biết được là chúng ta có thể kiếm tiền như thế nào. Đây anh em có thể tham khảo thêm nhé. Nếu mình mà review chi tiết quá ấy, thì phải đến lúc mà ra main net thì mình sẽ vào mình review chi tiết hơn về những cái phần này. Còn bây giờ mình sẽ review qua để cho anh em có thêm những cái thông tin để anh em cân nhắc là sẽ có đầu tư vào cái dự án hay không. Rồi ok, về đến cái phần năng lượng của khủng long này. Ví dụ như con common ấy nó sẽ chỉ có 15 năng lượng và cái thời gian di chuyển và có thể kiếm được tiền là 150 phút. Còn uncommon là 20 năng lượng là 200 phút. Rare là 25 năng lượng và 250 phút. Epic là 30 năng lượng và 300 phút. Legend là 35 năng lượng và 350 phút. Về cái hệ thống nhiệm vụ thì chúng ta sẽ có nhiệm vụ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và nhiệm vụ kỳ nghỉ này là Aerobe NFT đặc biệt. Rồi ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm cái hệ thống thành tích để mà nhận được cái phần thưởng nhá. Đây là mình dịch ra rồi nên là nhiều lúc nó cũng dịch sai này, phần thách đấu này, bộ sưu tập này, xã hội nền kinh tế này, bù đắp carbon này, bản đồ này. Ngoài ra thì mình thấy trong này thì họ cũng có ghi là cái hệ thống chống gian lận thì nó sẽ có ba cái cách này: theo dõi GPS, cảm biến chuyển động và dữ liệu sức khỏe này, học máy để phát hiện gian lận thông qua mô phỏng dữ liệu này. Nghe có vẻ căng đấy anh em ạ, nhưng mà nó vẫn là xổ số đấy anh em nhá, lưu ý nhá. Về cái hệ thống thuế và phí này, phí giao dịch trên thị trường là 5% này, NFT mining là 2% và cho thuê khủng long là 8% anh em nhá. Về cái hệ thống social file thì họ sẽ ra mắt sau khi mà họ sẽ hình thành được cái app MoTour này. Còn về những cái hệ thống khác thì sẽ có mã kích hoạt thì như lúc nãy mình đã nói rồi, là mỗi anh em đầu tư vào trong cái chương trình Fellow này của họ này thì chúng ta sẽ nhận được một cái mã kích hoạt duy nhất để tham dự cái ứng dụng sớm nhất, tức là anh em sẽ được tham gia test luôn, beta luôn. Đấy. Và tiếp đến là những cái người dùng khác sẽ cần phải sử dụng cái mã kích hoạt do các cái người đã đầu tư ở cái vòng Fellow mời để mà tham gia cái ứng dụng sau khi mà phát hành công khai. Đấy, và những cái người mà tham gia vào trong cái Fellow này nhá, mới có cái mã kích hoạt này để mời bạn bè và nhận 2% cái tiền thưởng giới thiệu khi mà bạn bè nhận cái phần thưởng của họ. Đây này, một là gửi mã kích hoạt cho bạn bè của bạn này, khi họ yêu cầu phần thưởng của họ này bạn sẽ nhận được 2% tiền thưởng số tiền đã yêu cầu. Về cái hệ thống chuyển tiền này, anh em có thể tham khảo thêm này. Nông trại, nông trại thì chưa có. Còn về cái phần hệ thống cho thuê thì chúng ta có thể thuê khủng long, thuê giày, thuê NFT, thuê chai nước, rồi thuê, nói chung là thuê các thứ luôn. Khi nào nó ra thì mình mới biết được. Và cái phần chia cho những người thuê là người chơi thì sẽ được 30%. Đấy, còn cái ông mà không chạy, ông mà cho thuê thì ông ấy sẽ được 70%. Rồi đến cái phần tiếp theo là phần nhân giống này. Phần nhân giống thì chắc cũng như những cái game khác đấy anh em ạ.
nó sẽ lai tạo giữa bố và mẹ, sau đấy thì sẽ nở ra con, nó sẽ có những cái chỉ số của cả bố cả mẹ. Đấy. Về cái phần marketplace thì chúng ta sẽ giao dịch NFT trên này thôi, cũng không có cái gì đặc biệt so với những cái game khác. Về cái phần token nomic thì chúng ta sẽ xem qua một chút về cái token quản trị này, tổng cung nó sẽ là 10 tỷ đồng nhá. Về cái phần kiếm tiền thì chúng ta sẽ có 25% và treo 3 tháng, sau đấy thì sẽ trả trong các cái quý hơn 5 năm. Về cái fair lau này là 45%, về cái phần tính thanh khoản này là 22,95%. Về team sẽ nắm giữ là 5% này, treo là 12 tháng và sau đó thì sẽ trả trong từng quý trong vòng hơn 2 năm. Về cái phần tiếp thị và phí sẽ là 2,2%, hơn 2% một chút, mở khóa 50%, sau đấy thì sẽ trả trong các cái quý trong vòng hơn 1 năm. Còn về cái phần token DFT là cái phần token ở trong game, token in game ấy. Đây, anh em có thể tham khảo thêm này. Nó dùng để làm gì đấy? Để sinh sản khủng long này, để cho khủng long đạt cấp 5, cấp 10 này đến cấp 30. Rồi sẽ dùng cho khủng long ăn này, rồi sẽ dùng để mà thuế cho thuê khủng long. KYC và kiểm toán, đây là cái link này anh em này. KYC thì với cả audit thì bây giờ thì mình thấy nó cũng khá là dễ rồi, cũng không có gì khó cả. Đó. Đây là cái chương trình của họ, nên mình sẽ để cái link này dưới cho anh em tham khảo thêm nhá. Rồi ok, đây là toàn bộ video ngày hôm nay về cái dự án DinoStep. Mình review chỉ đem lại mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Anh em nên cân nhắc kỹ trước khi mà xuống tiền nhá. Và nếu như thấy video này hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận sớm nhất những video chơi game để kiếm tiền. Chúc anh em chơi game vui vẻ và kiếm được nhiều tiền. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.